Alo, chào anh em. Hôm nay mình làm xong ba lưỡi cho anh khách ở gần nhà mình, chút nữa anh chạy xe qua anh lấy luôn. Đó, thì anh em thấy trên tay mình một lưỡi, dưới hai lưỡi nè. Anh em thấy cái lưỡi trứng rùa này như thế nào? Đó. Mình làm xong cái lưỡi này, nó thực ra là nếu mà anh không đặt trước là mình không bán đâu nè. Mình để lại luôn á. Quá đẹp luôn. Mình thì mình chuyên xài lưỡi ó, ít xài trứng rùa lắm. Nhưng mà mình nhìn cái lưỡi này rồi thì mình muốn đi câu liền luôn em. Quá quá hoàn hảo luôn. Lưỡi này nếu mà không đặt trước ấy, thì có khả năng là nhiều anh khác sẽ đồng ý trả cái giá cao hơn nhiều để sở hữu lưỡi này luôn. Đó. Mũi ngạnh nãy giờ anh em thấy rõ ha, cái vòng tròn nó hoàn hảo luôn. Rồi độ bén nè. Đó, anh em thấy không? Mũi cực kỳ sắc. Để mình cầm cho anh em coi. Đó. Thì hôm trước anh xin lấy hai lưỡi ó đi xuống Cà Mau câu ngon quá, cho nên là anh đặt thêm ba lưỡi nữa. Thì người ta câu chất lượng người ta mới đặt thêm vậy nè. Đây là lưỡi móng heo ha. Kiểu này thì cổ điển xưa giờ cũng không cần phải bàn nhiều. Mũi ngạnh thì mình làm nó rất là tinh, rất là sắc sảo. Lưỡi này lưỡi móng heo. Móng heo thì cái kiểu này hồi xưa giờ chuẩn rồi thì không cần phải bàn nữa. Nhưng mình quay mũi ngạnh cho anh em xem. Mũi ngạnh thì mình làm rất là sắc sảo nha. Độ bén thì lưỡi nào cũng như lưỡi nấy thôi, anh em khỏi lo. Đó. Đụng là chóc da lên nè. Bên đây cũng vậy. Đó, anh em có nhìn rõ không? Mũi ngạnh rất là đều ha anh em. Rồi nhìn cái hướng này nữa nè. Đó. Dày ha. Sống lưng dày. Mũi thì sắc ha. Nhìn cái này thì đã. Rồi tới cái lưỡi móng heo nhỏ này. Lưỡi này 4/2 gì đó. Anh em thấy đã không? Lưỡi nhỏ mà cái mũi nó có độ cong nhẹ, nhìn đã. Đó. Ok. Quay bên đây cho anh em coi. Đó. Lưỡi nhỏ này làm rất giả lắm nha anh em. Làm thấy kỹ lắm thì quá tay cái là hư liền á. Này khoan lỗ nè. Lưỡi nhỏ này khoan lỗ cũng khó hơn cái bự nữa, tại vì ẩu cái là đi liền. Đó, anh em thấy rõ không? Rồi cái lưỡi này hồi nãy mình chưa quay cái khoan đuôi này. Ok. Cái này mới là cái đặc biệt nè anh em. Lưỡi trứng rùa. Mũi cong nhẹ vô ha. Đó. Lưỡi này thì không có gì phải chê nữa. Quá hoàn hảo luôn. Đó. Quá hoàn hảo luôn nè. Lưỡi này quá đẹp, quá hoàn hảo nha anh em. Mình không biết từ nào để mình diễn tả cái lưỡi này. Chỉ muốn để lại xài thôi. Mấy lưỡi kia đã đẹp rồi, nhưng mà lưỡi này sao mà nhìn nó thích quá nè. Mình nhìn mình thích, mình không muốn bán. Anh em thấy sao? Từ cái ngạnh cho đến cái mũi rất là sắc sảo. Lưỡi này mà nếu anh xin anh không đặt trước á, mình tự làm á, mình lưỡi này mình bán 500 là có anh em lấy liền, đảm bảo luôn. Quá đẹp. Lưỡi trứng rùa này quá đẹp.
muối nè anh em. Để mình để cho anh em coi nè. Quá đẹp và quá bén luôn nè. Để gì mà không gắt, không lắc là tới sáng luôn. Sao gớt được. Bán lưỡi này thiệt thấy cũng hơi tiếc luôn. Ok, anh em nào cần thì liên hệ với mình ha. Chào anh em.